Hôm nay mọi người lại cùng mình đi câu cá nha. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Cũng lâu lắm rồi mình chưa đăng video đi câu cá cho mọi người xem nhở. Tuần này mình chuyển ca đi làm ca đêm nên là mình cũng tranh thủ về quê một hôm mọi người ạ. Có rất nhiều bạn bình luận bảo là nhớ video đi câu cá của mình, nên là vừa về đến nhà thì mình đã xách cần đi câu luôn rồi. Hôm nay đi còn có thêm cả một thành viên mới nữa này mọi người. Mọi khi toàn không cho mình đi câu thôi, nhưng mà hôm nay lại còn đòi đi câu cùng mình nữa. Mát trời kiểu này không biết có lên được nhiều cá hay không đây. Kiếm dính ngay em cá đầu tiên đấy mọi người, cần của vợ mình mọi người. Ui có to lắm ấy. Ui con chép. Mình cũng dính một em chép đầu tiên rồi nhé mọi người. Em này khá bé. Kéo 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 kéo. Không biết tí. Ui vợ mình câu mắc lên cây luôn này. Cá bay à? Cá bay à? Xuống tí nữa. Cá bay. Ôi, vợ mình vừa được một em chép vàng, chép này mọi người khá là to luôn. Con cá tí hơn. Và đây là thành quả đi câu gần 2 tiếng của mình này. Ao nhà mình hơi nông nên là toàn cá bé thôi. Đâu đấy được 2 em chép, còn lại toàn là cá rô phi thôi mọi người ạ. Cá bé thế này thì làm món gì ngon được mọi người nhỉ.